Ở đây có bạn nào từng làm báo giá chưa? Và đặc biệt là những bạn mà làm báo giá trong cái công việc production hay là những công việc liên quan đến sản xuất thì số này dành cho các bạn đó. Hi, xin chào các em, chào mừng các em đến với Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Yeah, và lại là anh đây. Và như hôm bữa đã nói thì anh có từng hứa là trong một cái số gần nhất thì anh sẽ đem đến một cái kiến thức mới cho mọi người. Thì cân nhắc bữa giờ thì anh nghĩ ngày hôm nay anh sẽ đem đến một cái chủ đề mà như ở đầu cái chương trình anh đã nói, đó là về production. Thì thế nào là về production và báo giá của production? Thì cái này nó hơi chuyên sâu một chút xíu đối với những bạn mà làm ở agency sẽ hiểu. Tức là công việc production thường nó sẽ được tạm ở agency, những công ty làm quảng cáo chúng ta sẽ được gọi là những công việc liên quan đến sản xuất. Và sản xuất ở đây là gì? Sản xuất những ấn phẩm, những cái gọi là những ấn phẩm, mình tạm gọi đó là những ấn phẩm liên quan đến ngành quảng cáo. Nó có thể là âm nhạc, nó có thể là video, nó có thể là short TVC, nó có thể là ITVC hoặc là TVC, phim, MV, bất kỳ. Và đó gọi là những công việc liên quan đến production. Và thường những công việc này nó sẽ do những bạn producer phụ trách, và những bạn làm như là design. Một số công ty sẽ đem những cái vị trí như design vào trong bộ phận production. Thì tóm tắt vậy thôi. Thì anh nghĩ là khi những bạn nghe đến đây thì chỉ cần hiểu là công việc production ở NC là những công việc liên quan đến sản xuất nội dung và sản xuất những gì mà chúng ta có thể nghe thấy được, nhìn thấy được. Đó, vậy thôi. Và đặc biệt là đối với dạo gần đây á, mà anh thấy á, khi mà tính giá của một production á, thì sẽ có nhiều người hỏi anh là tại sao là em muốn làm một cái quảng cáo, một cái short clip như vậy thôi, nhưng mà sao giá mắc quá vậy? Hay là một cái, ủa tại sao bên kia lại giá rẻ hơn, mà là bên kia tại sao lại giá mắc hơn? Thì nó quan trọng ở đây là bạn phải đánh giá được rằng cái giá tiền, bạn phải ước lượng được cái giá tiền sản xuất của bạn là bao nhiêu. Thì cái này nó sẽ cực kỳ quan trọng đối với công việc, đối với những bạn mà làm ở vai trò là account của dự án. Tại vì sao? Bởi vì account là người thường tiếp xúc với khách hàng và thường lý giải cho khách hàng những cái báo giá, là tại sao là với cái ID này, cái giá này nó mới có thể sản xuất được, và tại sao là phải tốn bao nhiêu tiền đây để sản xuất những cái thứ như vậy, và thuyết phục được khách hàng rằng là với cái báo giá này thì nó phù hợp với ID của chị và nó làm cho ID của chị nó được hình hài ra vậy nè, đó đẹp đẽ vậy nè, với giá bao nhiêu. Cái số này nó sẽ hơi, cái tập này hôm nay nó sẽ hơi chuyên sâu chút xíu trong cái chuyện mà về giá, nhưng mà ở đây nó không phải chỉ dành cho các bạn ở cao không. Cá nhân anh nha, cái việc mà hiểu được về báo giá này nó rất quan trọng, không chỉ cho cao mà ngay cả cho những cái vị trí mà đặc biệt như là những bạn liên quan đến creative nè, những bạn ad nè, hay thậm chí cả luôn những bạn mà gọi là mình tạm gọi là những bạn làm chính trong cái công việc sản xuất đó luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình hiểu được cái giá trị của cái sản phẩm mình làm ra nó giá tới đâu, thì mình sẽ deliver được cái task của mình nó ra được tới đó. Hoặc đôi khi là mình muốn làm cho cái sản phẩm của mình nó có giá trị hơn so với giá trị thực tế, thì mình hiểu là mình phải làm những gì, sử dụng nguyên liệu gì, sử dụng công cụ design gì, sử dụng chất liệu design gì, thậm chí là ví dụ đối với âm nhạc thì thậm chí nó là những cái kỹ thuật về hòa âm phối khí như thế nào đó, hoặc là nhạc cụ nào như thế nào đó. Đó thì
hiểu một cách đơn giản là vậy. Cho nên đối với anh, cái việc hiểu được để ra được một cái báo giá đó rất là quan trọng. Thì dựa vào trong suốt cái khoảng thời gian mà anh làm, thì để mà ước lượng được một cái giá của một cái sản phẩm production, thì nó sẽ theo một cái công thức như thế này. Anh tạm đặt cái công thức này có tên là product. Thì product nghĩa là sản phẩm, gọi là sản phẩm. Ừ đúng rồi, product là sản phẩm. Ừ, sản phẩm. Thì anh tạm gom nó về một cái công thức như vậy để mà chúng ta dễ hiểu hơn. Rồi, thì chúng ta sẽ, đây là, anh cũng nhắc lại, đây chỉ là những cái quan điểm cá nhân của anh và những kinh nghiệm trong cái suốt quá trình anh làm việc. Thì có như bạn nào có những cái kinh nghiệm hay hơn thì cứ việc chia sẻ nha. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu vào công thức thôi. Thì công thức này cũng không khó gì đâu. Bây giờ với từng ký tự của product, giống như bao những cái số khác thôi, thì đối với các bạn nghe bóng đèn ở đây và những các bạn mới nghe, thì tụi anh luôn luôn đem những cái kiến thức, những cái gọi là những cái skill, quy về một cái từ nào đó hoặc một cụm từ nào đó, và từng ký tự trong nó, nó sẽ có ý nghĩa để giúp cho chúng ta nhớ hơn và chúng ta ứng dụng một cách nó dễ hơn. Ok, vậy đối với để ước lượng một cái giá của một production, của một cái sản phẩm đó, thì anh sẽ áp dụng vô cái từ đó là từ product. Ok, vậy ký tự đầu tiên của từ product đó là từ be, là people, tức là con người. Để ước lượng được một cái giá của một cái production đó, một cái video đó, một cái TVC đó, chúng ta hãy ước lượng về con người, là có bao nhiêu người tham gia cái này. Có bao nhiêu người tham gia đây là gì? Tức là để sản xuất ra một cái bài hát này, để sản xuất ra cái TVC này, một cái clip TikTok như thế này, chúng ta cần có bao nhiêu người để sản xuất ra nó, bao gồm luôn cả những bạn làm creative, những bạn design, những bạn ở sản xuất ở trên phim trường ở lúc thời điểm lúc đó là ai, đạo diễn, bao nhiêu bạn camera, rồi nói chung là bao nhiêu nhân lực tham gia vào cái sản phẩm này. Thì cái từ đầu tiên là people. Rồi, ok, đến cái từ thứ hai là R, là ROI. À, ROI nghĩa là gì? Ở đây thì chắc các bạn cao sẽ dễ hiểu, dễ hiểu hơn, đó là Return of Investment. Tức là cái giá trị trả về cho cái sự đầu tư. Thường nó sẽ ước tính bằng phần trăm là ở đây, nhưng mà hiểu theo một cách đơn giản, chúng ta nói theo một cách đơn giản, theo một cái ngôn ngữ để cho mọi người cùng hiểu, và thậm chí những bạn không phải là những bạn ở cao, thì cái Return of Investment ở đây để mà hiểu được một cách là đơn giản, đó là gì? Đó là cái giá trị mà đổi lại khách hàng nhận được là gì? Khách hàng nhận được là ở đây là sẽ có nhiều người biết đến về nhãn hàng của tôi hơn, nhiều người tương tác với tôi hơn sau khi coi cái clip này, hay là tôi thu được clip, tức là thu được bao nhiêu đăng ký, bao nhiêu người quan tâm đến cái sản phẩm của tôi. Một clip viral nó sẽ khác so với một clip mà chỉ để chạy media, chạy ad. Đó. Và khi hiểu được cái này, hiểu được về cái giá trị lợi nhuận này, thì nó sẽ giúp bạn rất là nhiều trong cái việc mà ước tính ra được đúng về cái giá production. Rồi, cái từ thứ ba đó là operation. Cái cách mà nó hoạt động như thế nào, nó là một cái thực sự bổ sung cho cái ROI ở phía trên. Tức là chúng ta phải hiểu được rằng, chúng ta phải biết được rằng là đối với một bạn mà read một cái job production, hoặc thậm chí là một bạn báo giá một cái production cũng vậy, thì khi chúng ta hiểu được về cái cách vận hành của nó, một clip viral nó sẽ khác đối với một clip short clip và khác với một clip TikTok. Chúng ta không thể đem một cái cách sử dụng, một cái cách vận hành, một cách hoạt động của một cái clip TikTok để chúng ta áp dụng cho một clip viral được. Cái này thì chắc ai cũng biết chuyện đó. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Kịch bản đầu tư của một clip TikTok nó sẽ khác đối với kịch bản đầu tư của một clip viral và một cái clip short clip như thế nào. Yeah, đến cái từ thứ tư chúng ta là từ decision maker. À, cái từ này
nghe nó liên quan đến câu chuyện gọi là quyết định đúng không? Đúng, decision maker, người quyết định ở đây. Decision maker rất quan trọng nha mọi người. Bởi vì nếu như cái người đó là cái người quyết định trực tiếp của cái chó của chúng ta khi rip chúng ta, thì cái báo giá nó có thể là nó là A. Nhưng nếu như cái người đó buộc phải thông qua một cái người khác và thông qua một lớp khác nữa để quyết định rằng là cái sản phẩm mình làm ra nó đinh hay chưa, thì dẫn đến là câu chuyện nó sẽ là A cộng. Cái A ở đây nó là thời gian nha mọi người, nó là thời gian để làm cho một cái job đó. Anh, nếu như anh giả sử đi, giả sử như nếu chỉ đơn giản chúng ta làm việc trực tiếp với khách hàng, thời gian là A, vậy có phải là cái sản phẩm chúng ta làm rất là nhanh hơn không? Và thời gian làm càng ngắn, sản xuất nó sẽ càng. Nhưng nếu làm sản xuất dài thì sao? Chi phí bỏ ra quá nhiều cho nhân lực, cho thời gian với nó. Lấy ví dụ đi, giả sử như mà một cái người decision maker là một người sếp A, người sếp B nào đó feedback lại, dẫn đến người sếp đang làm với bạn, khách hàng của bạn yêu cầu bạn chỉnh sửa lại lần nữa sau khi mà anh ấy quyết định ở ngay tại thời điểm đó, dẫn đến câu chuyện mà phải mất rất 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 nhiều thời gian để feedback và revise. Anh đã từng gặp một cái trường hợp ở trên một cái shoot ngay tại set luôn, nguyên cả một ngày chỉ thực hiện được duy nhất một cảnh duy nhất thôi. Đó là vì sao? Bởi vì người sếp, người decision maker không ngồi trực tiếp ở đó. Cái người mà ở tại hiện trường lúc đó, mình cứ đinh ninh rằng bạn ấy là người decision maker, nhưng không, bạn phải forward về lại cho người sếp của mình để xin được duyệt. Và dẫn đến câu chuyện là người sếp không có trực tiếp ở đó, tâm trạng và hoàn cảnh lúc đó không nắm được và không hiểu hiểu rõ được à cái tình huống xảy ra, vậy nên là cái buổi shoot nó kéo dài, nó mới ra được đúng cái outcome cần thiết của chị đấy muốn. Và dẫn đến là shoot 2, shoot 3 nó không diễn ra, nó phải diễn ra trong một cái ngày khác. Vậy có phải là cái ngày sản xuất mình bị kéo dài ra không? Chi phí trả cho tất cả đội ngũ, team, phim trường này, mọi thứ. Và nếu nó là một bài hát cứ phải revise tới lui thì liệu chi phí nó có tăng hay không? Khi chúng ta hiểu được là ai là decision maker, chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái giá trị của nó phải là như thế nào, chúng ta có thể ước lượng lại được. Rồi, đến cái từ thứ thứ năm đúng không ta? Ừ, từ thứ năm là từ U, là utilize, là cái cách sử dụng nó. Một cái clip quay chất lượng 4K, chúng ta sử dụng nó được ở nhiều version khác nhau, cắt khác nhau nữa. Chúng ta có thể sử dụng nó cho nhiều cái ấn phẩm khác nhau trong thang máy. Chúng ta có thể cắt nó ra thành nhiều version khác nhau để chúng ta edit. Và càng edit nhiều như vậy thì chúng ta rõ ràng là chúng ta càng tốn nhiều chi phí trong việc sản xuất. Yeah, mình sử dụng được cái clip đó nhiều ở nhiều cái version khác nhau thì nó càng tốn nhiều chi phí. Vậy thôi. Nhưng nếu như chúng ta hiểu được về cái đó, chúng ta sẽ hiểu được một cái thứ quan trọng là về outcome. Có những lúc rằng chúng ta sẽ thắc mắc rằng tại sao một cái clip thang máy nó lại mắc như vậy? Bởi vì cái riff của chúng ta không nói rõ về cái cách sử dụng của chúng ta, dẫn đến là production hell. Họ sẽ nghĩ rằng là à, họ luôn luôn sẽ đề xuất rằng là quay tốt hơn, quay chất lượng này nọ, có thể là 4K, 5K chẳng hạn, tương lai vì sao có thể là 8K chẳng hạn đi. Thì dẫn đến rằng là có phải chi phí bạn bỏ ra để thuê một cái thiết bị như vậy nó quá mắc không? Trong khi một cái tivi chất lượng của chỉ coi ở trên một cái thang máy, hoặc là giả sử như coi ở trên một cái màn hình điện thoại, cái clip TikTok chẳng hạn, mà chúng ta phải quay với một cái chất lượng quá lớn thì chi phí tăng lên thôi. Nhưng nó cũng là một hiệu ứng ngược trong cái trường hợp là như vậy. Có những có mình đã từng thấy có một phiên mà livestream của một cặp vợ chồng KOC nổi tiếng,
Thì lúc đó có một bạn bay vô comment bên dưới nè, các bạn ơi nhờ các bạn hướng dẫn cho mình cũng quay phong xanh như vậy, mình cũng sẽ sử dụng điện thoại để livestream, mình cũng, nhưng mà tại sao chất lượng của mình không đẹp như là anh chị vậy vậy vậy. Thì rất là nhiều người cười bên dưới, nhất là những bạn professional, bởi vì ở đây bạn đang không hiểu cái outcome của mình nó ra như thế nào. Bạn đang quay bằng điện thoại, dĩ nhiên cái outcome của bạn nó rẻ thì dĩ nhiên cái outcome của bạn nó ra chất lượng khác. Còn đối với phim live kia, người ta nói là cả một cái phim trường, cả một cái ekip máy móc DSLR, bao nhiêu cái đèn, nhưng chất lượng nó phải khác rồi. Chúng ta đừng đánh đồng cầm trên một cái điện thoại là hai cái chất lượng nó sẽ giống nhau. Không nha, thiết bị khác nhau, chất lượng khác nhau, và cách chúng ta sử dụng cái sản phẩm, chúng ta utilize được cái clip đó ở nhiều cái version khác nhau nữa. Hiểu được về cái outcome đó nó rất quan trọng. Rồi bây giờ đến cái từ kế tiếp là từ về cái cost. Tại sao lại ước lượng về giá production là có cái cost ở trong này ta? Khi chúng ta hiểu được giá trị của các sản phẩm chúng ta làm được tới đâu, chúng ta hiểu được giá trị sản phẩm của một con người tham gia vào cái job đó, chúng ta sẽ ước lượng được đúng về cái giá sản xuất. Dĩ nhiên đối với giống như là một cái clip đơn giản như một cái clip short clip, nhưng nếu chúng ta cần với một cái chất lượng là ngang ngửa với một TVC, chúng ta sẽ thuê một anh đạo diễn TVC, một cái máy móc để sản xuất ra một cái chất lượng clip như một TVC, chứ không phải là chất lượng để coi trên YouTube nhé. Khác nhau nha. Và một bạn producer có thể làm ra được một clip ngang ngửa TVC, nó khác so với một bạn producer chỉ làm một clip tóc. Nó ở đây để hiểu theo một cái góc độ là như vậy, là khi chúng ta phải hiểu rõ được cái giá trị của chúng ta, giá trị outcome của chúng ta ra như thế nào, chúng ta phải ước lượng được nó, chúng ta phải nhìn nhận được nó, thì chúng ta sẽ gọi là giống như gọi là mình là mọi người thường nghĩ là mình phải đánh được giá trị được của bản thân là mình là bao nhiêu, thì mình mới ước lượng được mình mới báo giá được đúng cái sản phẩm của mình là bấy nhiêu. Đó, đó là vậy đó mọi người. Hiểu được về cái cost của những cái thành phần ở trong đó, những thằng người tham gia, cái cách nó hoạt động như thế nào ở kia, thì chúng ta sẽ ra được cái báo giá đúng. Rồi đến với cái từ cuối cùng, đó là từ technology, từ T. Thì về technology nó ở đây ra một cách thôi thì anh nghĩ là sẽ nhiều bạn hiểu, là bởi vì sao cùng một sản phẩm rổ sình đó, cùng một cái rổ sình đó mà tại sao sản phẩm A có giá cao hơn sản phẩm B, có giá thấp hơn. Bởi vì hai cách sử dụng công nghệ khác nhau mà. Lấy ví dụ một cái clip, nó chỉ đơn giản là mình nhìn thấy một em bé đứng trong một cảnh mưa, và một em bé, cái clip B thì một em bé chạy dẫm lên một vũng nước, mưa tung tóe, mà nước văng tung tóe, mưa tuôn từ trên đầu của bé xuống, ướt áo của bé xuống. Thì clip B rõ ràng là bạn phải có nước nè, bạn phải có vòi rồng để bạn phun nè, hệ thống phun mưa nè đó, rồi dĩ nhiên talent bị ướt nữa. Còn clip B nó chỉ là talent đóng thôi, và chúng ta gọi là làm giả mưa. Khác nhau nha. Và thậm chí là ví dụ giống như mình sẽ nghe là dựng một cái design, một cái sân khấu đi, một cái sân khấu cho event, mà một 3D design sẽ có một cái giá khác, một bài 2D design sẽ có một giá khác, và một bạn đơn giản chỉ làm bằng AI thôi mà có một giá khác. Cũng giống như làm logo, làm gì cũng vậy, chúng ta sẽ có nhiều cái khung giá khác nhau dựa vào cái công nghệ đó. Và khi chúng ta hiểu được rằng chúng ta sử dụng công nghệ, chúng ta hiểu được về cái cost như thế nào, chúng ta hiểu được về cái cách mà chúng ta sử dụng như thế nào ở Utilize, thì tổng hợp hết lại mình sẽ ra được một cái production cost nó phù hợp. Mình có thể propose được cho khách hàng mình chính xác, đúng như mong đợi của khách hàng, chứ không có bị lệch đi.
cái kỳ vọng của họ, hoặc là ngay cả những người đi riff cho professional, cho NC, họ cũng có thể riff được chính xác đúng như cái kỳ vọng mà họ mong muốn để ra được một cái kết quả giá tốt, và cũng sẽ không bị những cái thắc mắc là à tại sao bên này báo giá vậy, bên kia báo giá kia, có thể là mình riff sai chẳng hạn. Trong 7 đúng không? 7 từ đúng không? Trong 7 cái từ là People, ROI, Operation, Decision Maker, Utilize, Cost và Technology. Khi chúng ta kết hợp lại, chúng ta sẽ thấy rằng đó là một bức tranh rõ ràng về cái production cost, về cách mình ước tính được cái cost như thế nào. Sẽ có một vài bạn bè đã từng hỏi anh là anh nhớ từng có một vài bạn bè hỏi á, là tại sao tao mới vừa rip thôi mà mày ước lượng cái giá nó nhanh vậy, mày từ từ mày làm báo giá chi tiết đi rồi mày gửi lại cho tao chẳng hạn. À, sẽ có một số bạn bè hỏi anh là tại sao bạn có thể ra được một cái báo giá nhanh như vậy, bạn hãy ngồi làm kỹ hơn đi về báo giá chi tiết, có thể giá nó thấp hơn đó. À, không bạn ơi, tại vì mình nghe bạn rip như vậy xong là mình có thể hình dung được rằng trong cái rip đó mình phải deliver được những gì, mình phải cần bao nhiêu nhân lực trong này, cái mà bạn mong muốn và cái kết quả bạn trả về nó sẽ đạt giá trị như vậy, ABC như vậy nè đó. Và mình biết là sếp bạn là người quyết định, mình biết rằng cái cách bạn sử dụng clip đó như thế nào, và đơn giản là mình biết phải có sử dụng đạo diễn như thế nào, giá bao nhiêu để hợp với cái này, và ứng dụng cái công nghệ nào để sản xuất ra cái sản phẩm của bạn. Nghe là mình có thể ước lượng được về cái giá. Và khi chúng ta tập ước lượng được vậy, chúng ta sẽ được một cái nhìn tổng quát hơn về một cái shop, và nó sẽ giúp được cho mình rất là nhiều. Anh lấy ví dụ như nó sẽ giúp cho mình được trong cái việc mà mình nghĩ về idea chẳng hạn, mình không quá bay, và mình cũng không gọi là đôi khi là mình nên bay chứ, đôi khi mình nên bay và mình đôi khi mình cũng không nên quá bay. Yeah. Và đây là tổng hợp những cái gọi là cái kinh nghiệm bản thân của anh thôi. Và như anh đã chia sẻ thì bao số trước cũng vậy, thì tất cả những cái tập ở trong bóng đèn kể chuyện đều là dựa trên những cái kinh nghiệm bản thân, và nó không có áp đặt vào một cái quy chụp vô một cái gọi là mọi người đều sử dụng như vậy. Mỗi người dĩ nhiên sẽ có một cái cách khác, nhưng đây là cái kinh nghiệm mà anh chia sẻ với mọi người. Nếu mọi người thấy hay, mọi người có thể chia sẻ với lại bạn bè khác của mình. Và nếu mọi người có một cái chia sẻ nào thấy thú vị hơn, có thể chia sẻ cùng anh, chia sẻ với mọi người, gửi đến cho bóng đèn. Bóng đèn nhận hết và bóng đèn sẽ kể lại cho các bạn nghe. Yeah. Và trong những cái số kế, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn, anh sẽ tìm ra những cái chủ đề mới hơn, những cái mà mọi người đang quan tâm, để chúng ta cùng nhau chúng ta chia sẻ một cái câu chuyện. Khác với anh bóng chúa thì anh sẽ, những cái tập của anh nó sẽ ra chậm hơn một chút xíu, nhưng anh sẽ tìm cách để đem lại một cái, những cái câu chuyện thú vị trong khoảng thời gian mà anh đúc kết được. Yeah. Và như các tập trước thôi, tụi anh luôn luôn có một quan niệm rằng đó là sharing is learning. Anh rất mong nhận được sự chia sẻ và feedback của mọi người. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến ngày hôm nay. Yeah. Chào tạm biệt. Bye.